bốn người cho vay lãi nặng đánh cướp tiền của con nợ. Tài khoản Ngọc Trinh sáng đèn, ai quản lý trang mạng xã hội của người nổi tiếng Việt Nam? Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc cụ thầy khoe giữa cô sinh bằng bấm huyệt truyền năng lượng. Cãi vã lúc ăn sáng, cháu trai dùng búa đánh ông nội tử vong. Bốn người cho vay nặng lãi đánh cướp tiền của con nợ. Ngày 1 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Đức Thắng, 33 tuổi, Tạ Văn Thiệp, 26 tuổi, cùng quê Hải Phòng, Nguyễn Thanh Hồng, còn gọi là Hồng Đen, 38 tuổi, trú thành phố Biên Hòa, và Phạm Mạnh Tuấn, 29 tuổi, quê Nam Định, để làm rõ về hành vi cướp tài sản. Trước đó, đêm ngày 15 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang nhóm của Thắng đang đánh đập, đe dọa, uy hiếp, cướp tiền của một phụ nữ đã vay nặng lãi của nhóm này tại một quán nước giải khát trên địa bàn khu phố 3, phường Trảng Dài. Công an thu giữ tang chứng gồm tiền, điện thoại di động cùng phương tiện liên quan của các đối tượng. Khám xét nhanh nơi ở của nhóm người này, công an phát hiện thu giữ một số hung khí nguy hiểm và nhiều tài liệu khác. Nữ tài xế ô tô con bị thương nặng sau khi húc đuôi xe đầu kéo ở cao tốc. Sáng ngày 1 tháng 12, thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, trong đêm ngày 30 tháng 11 trên tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đã xảy ra vụ va chạm giữa hai ô tô khiến một người bị thương nặng. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe đầu kéo kéo theo rơ móc do tài xế Phạm Xuân Giang, sinh năm 1983, chủ Thái Nguyên điều khiển. Khi tới km 29, xe bị nổ lốp trước, tài xế Giang đã đánh lái, đỗ xe sát lề bên phải và có bật cảnh báo, đặt báo hiệu. Sau đó, ô tô con do chị Thúy Uyên, sinh năm 1967, chú Phú Thọ điều khiển, đi tới địa điểm trên đã húc vào đuôi xe đầu kéo. Tại hiện trường, ô tô con biến dạng phần đầu, xe đầu kéo đỗ lấn ra làn đường di chuyển do làn dừng khẩn cấp của cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, chỉ rộng 1,5 mét. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, vụ tai nạn khiến nữ tài xế con bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Cơ quan này cho hay, đoạn đường xảy ra tai nạn là đoạn đường hẹp, không đủ tiêu chuẩn. Trước đó, Bộ Công an đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải về những bất cập của hàng loạt tuyến cao tốc, trong đó cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên được chỉ ra đoạn km 26+100 đến km 62+200 có bề rộng xe chạy là 3,5 m và làn dừng khẩn cấp rộng 1,5 m. Đây là bề rộng không đảm bảo theo quy định đối với đường cao tốc tốc độ 100 km/h, bề rộng xe chạy là 3,75 m và làn dừng khẩn cấp tối thiểu 3 m. Hiện lưu lượng trên tuyến đường này đạt 10.000 lượt xe trên ngày và có nhiều đoạn hư hỏng xuống cấp mặt đường. Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc vụ thầy khoe chữa vô sinh bằng bấm huyệt truyền năng lượng. Ngày 1 tháng 12, đại diện Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan kiểm tra đột xuất một căn nhà trên đường Bùi Đình Túy, quận Bình Thạnh. Đây chính là nơi ông Hồ Thành Đạt, 42 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh, tự xưng là thầy đông y có thể chữa vô sinh hiếm muộn bằng cách bấm huyệt và truyền năng lượng từ xa. Động thái này được thực hiện sau bài phản ánh thầy khoe chữa vô sinh bằng bấm huyệt hút năng lượng từ xa đăng ngày 1 tháng 12. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, căn nhà này đóng cửa. Như đã phản ánh trước đó, thời gian gần đây, một số tài khoản mạng xã hội liên tục đăng video khám chữa bệnh được cho là của thầy Đạt. Quảng cáo có khả năng chữa các bệnh xương khớp, thận, gan, thậm chí vô sinh hiếm muộn. Khi có bệnh nhân đến, ông Đạt yêu cầu người bệnh nằm sấp trên giường để kiểm tra tử cung. Sau chừng 2 đến 3 phút dây cắt đốt xương sống trên lưng, người này đưa ra kết luận phần cơ tử cung bị cứng, lạnh tử cung dẫn đến vô sinh hiếm muộn. Để điều trị, ông Đạt yêu cầu đến địa chỉ 54 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 8, thành phố Vũng Tàu để người này chữa trị. Đồng thời, kết hợp thêm các liệu trình thải độc, bổ sung dinh dưỡng bằng thực phẩm chức năng. Ông Đạt cho hay, để tăng hiệu quả điều trị, ngoài các phương pháp nói trên, người bệnh bắt buộc kết nối điện thoại với một thầy đang sống tại tỉnh Gia Lai có tên Dương Cường để được truyền năng lượng từ xa. Đây được gọi là phương pháp trường nhân điện. Thanh niên phát hiện chiếc càng cua cực khủng quái vật đại dương thật sự tồn tại. Càng ngày ra khơi đánh cá, khi chuẩn bị cho thuyền neo đậu vào đất liền, nhiều ngư dân không khỏi hốt hoảng khi thấy bên dưới làn nước là một thứ gì đó rất to nên đã tiến lại gần để quan sát. Hóa ra là một cái càng cua với kích thước khủng khiếp. Người đàn ông sờ tay vào mới thấy được nó to cỡ nào, chiều dài phải hơn 2 mét và cân nặng lên tới vài chục ký, thậm chí là cả trăm ký cũng có thể. Không rõ chiếc càng này đã ở đây từ bao giờ, vài bụi rong rêu đã bám lên nó. Càng không biết sinh vật nào là chủ nhân, khiến ai nấy đều chết khiếp với cảnh tượng hiếm có khó tìm.
Chiếc càng đã cỡ đại như vậy thì không biết kích thước của con vật sở hữu nó khủng đến mức nào, liệu nó có phải là quái vật biển hay không, và nếu như xuất hiện, nó có thể nghiền nát được cả một người trưởng thành chứ chẳng đùa. Có người liên tưởng đến cua vận tải khổng lồ ở Alabasta trong bộ phim One Piece, một mối nguy hiểm khiến ai nấy đều phải kinh hãi. Một số khác lại ngờ vực cho rằng đây chỉ là mô hình mà thôi. Một số bình luận nổi bật được cư dân mạng để lại: cái càng này mà của con nào thật thì con đó chắc bự dữ thần lắm. Có khi nào là mô hình đoàn phim nào đánh rơi không? Nhìn hoang mang luôn. Rồi sao nó bị dụng càng vậy, đánh lộn với con nào à? Tài khoản Ngọc Trinh sáng đèn, ai quản lý trang mạng xã hội của người nổi tiếng Việt Nam? Mới đây, các trang mạng xã hội của người mẫu Ngọc Trinh bất ngờ được mở lại sau khoảng thời gian cửa đóng then cài, khiến cộng đồng mạng xôn xao. Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi Ngọc Trinh hiện đang bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng. Ngay khi tài khoản của cô sáng đèn, cộng đồng mạng lập tức truy cập trang cá nhân của Ngọc Trinh và phát hiện những clip làm xiếc trên xe mô tô phân khối lớn từng gây ồn ào, khiến Ngọc Trinh bị bắt, đã không còn. Tuy nhiên, chỉ việc các trang mạng xã hội của Ngọc Trinh được mở lại khi thông tin mọi người được biết về cô hiện tại là đang bị tạm giam cũng khiến cư dân mạng xôn xao. Trước sự bàn tán của cư dân mạng, các trang cá nhân của Ngọc Trinh tiếp tục khóa sau vài giờ đồng hồ mở lại. Điều đó khiến cư dân mạng băn khoăn, không lẽ trong thời gian tạm giam, Ngọc Trinh vẫn được sử dụng các thiết bị công nghệ để cập nhật trang mạng xã hội của mình. Thực tế, trang mạng cá nhân của người nổi tiếng thường có một ekip chuyên nghiệp quản lý, và cả một ekip chuyên nghiệp sẽ phụ trách chăm sóc các trang mạng xã hội của sao Việt, chứ không phải là sao Việt chính danh. Mạng ảo có thể giúp các sao Việt kiếm tiền thật. Tuy nhiên, trùm cuối quyết định mọi thông tin được xuất hiện trên trang cá nhân vẫn là chính chủ. Ekip chỉ là người thừa hành, vậy nên khi có sự cố xảy ra, hầu hết người nổi tiếng đều đổ lỗi do quản lý hay ekip của mình để tìm cách thoát hoặc giảm nhẹ tội danh. Nhưng điều đó là khó chấp nhận khi mà có quyền lợi phải đi kèm với nghĩa vụ, trách nhiệm. Vụ 39 thi thể người Việt trong container, nghi phạm cuối cùng lãnh án. Tòa án Anh mới đây đã tuyên án 7 năm tù giam với Cao Lan Gumley, 26 tuổi, vì liên quan đến vụ 39 người Việt thiệt mạng trong container vào năm 2019. The Mirror đưa tin vào ngày 30 tháng 11. Gumley, chủ công ty vận tải Howlett, là nghi phạm cuối cùng trong đường dây buôn bán liên quan đến vụ thi thể 39 người Việt được phát hiện bên trong một container ở hạt Essex, Anh vào ngày 23 tháng 10 năm 2019. Gumley bị lòng tham và sự cám dỗ thôi thúc khi tham gia vào hoạt động cực kỳ sinh lợi nhuận là đưa người nhập cư trái phép vào Anh. Thẩm phán Richard Marx Casey tuyên bố, Gumley đến từ khu vực Tyrone của Bắc Ireland, tiếp tay cho những kẻ tìm cách trục lợi từ những người muốn nhập cư trái phép. Gumley phủ nhận liên quan đến vụ việc, khẳng định anh ta chỉ nghĩ rằng mình đang hỗ trợ đưa rượu lậu vào Anh. Bồi thẩm đoàn đã cân nhắc trong hơn một giờ để kết luận Gumley phạm tội âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp. Họ nhấn mạnh Gumley bị lòng tham cám dỗ khi tham gia hoạt động đưa người di cư trái phép từ châu Âu đến Anh 3 lần vào tháng 10 năm 2019. Một chuyến đi trong số này đã bị lực lượng biên phòng Pháp chặn lại, với một số người di cư trong chuyến đi này bị cho là đã thiệt mạng vài ngày sau đó trong một hành trình xuyên đêm chết chóc từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 10 năm 2019. Bản án của Gumley nâng tổng số người bị kết án trong vụ 39 người Việt thiệt mạng trong container lên 11 người, với 5 trong số này bị kết tội ngộ sát. Trước đó, trong phiên tòa vào năm 2021, George Nika và Ronan Hill, những kẻ cầm đầu đường dây buôn người nêu trên, đã bị tuyên án tù giam lần lượt là 27 và 20 năm. Cãi vã lúc ăn sáng, cháu trai dùng búa đánh ông nội tử vong. Thông tin đến báo chí, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng do cháu dùng búa đánh đập chết ông nội. Theo đó, vào khoảng 7 giờ 44 phút sáng ngày 1 tháng 12, tại tổ 1, khu Đá Bạc, phường Phương Nam, xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là ông Vũ Văn Thạnh, sinh năm 1944. Ông Thạnh đã bị cháu nội là Vũ Văn Tùng dùng búa đánh đập dẫn đến tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là trong khi đang ăn sáng, ông Thạnh và cháu nội đã xảy ra cãi vã. Lúc này, Tùng đã dùng búa đánh đập vào đầu, khiến ông Thạnh tử vong. Ngay sau khi Tùng gây án, gia đình đã bắt đưa lên cơ quan chức năng trình báo. Cũng theo thông tin từ gia đình nạn nhân, Tùng có biểu hiện bị tâm thần. Hiện Tùng đang bị cơ quan chức năng thành phố Uông Bí tạm giữ hình sự. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 11 học sinh bị mệt khi ăn kẹo lạ.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo khẩn. Liên quan đến thông tin phản ánh, có một số học sinh trên địa bàn Hà Nội biểu hiện ngộ độc nghi do ăn kẹo có xuất xứ không rõ ràng, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã kiểm tra xác minh, kết quả cho thấy có 11 học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Quý Đức, quận Nam Từ Liêm có dấu hiệu đau đầu, buồn nôn khi ăn cùng một loại kẹo không rõ nguồn gốc, bao bì in chữ nước ngoài. Theo báo cáo của trường Trung học cơ sở Nguyễn Quý Đức, vào hồi 13 giờ 40 phút ngày 29 tháng 11, Phòng Y tế nhà trường tiếp nhận 11 học sinh có dấu hiệu đau đầu, buồn nôn. Đây là những học sinh không ăn bán trú, không ngủ trưa ở trường. Qua tìm hiểu, những học sinh này cho biết trên đường đến trường, các em mua một loại kẹo lạ vỏ màu xanh in chữ nước ngoài và cùng chia nhau ăn. Sau khi ăn xong khoảng 45 phút, các em thấy mệt, đau đầu, buồn nôn. Sau khi được đưa tới trạm y tế khám và theo dõi, sức khỏe của 11 học sinh này đã ổn định. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương chỉ đạo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo 30 quận, huyện, thị xã và các đơn vị trường học trực thuộc yêu cầu tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học. Các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền đến tất cả các bậc phụ huynh và học sinh không mua đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc xuất xứ, đồng thời phổ biến tới cha mẹ học sinh về việc cần lưu tâm, tăng cường quản lý tình hình học tập chuyên cần của con. Liêu mạng chọc chủ quán bún chửi khét tiếng Hà Nội, Khoa Bắc nhận cái kết ngoài dự đoán. Không chỉ nổi tiếng khắp Hà Nội, bún chửi Ngô Sĩ Liên còn vang danh ra cả quốc tế. Chính vì vậy nhiều người lại tò mò và Khoa Bắc cũng không ngoại lệ. Mới đây anh chàng đã đăng tải đoạn clip ghi lại trải nghiệm tại quán bún chửi khét tiếng. Trước khi vào quán, nam hướng dẫn viên đi cùng Khoa Bắc căn dặn, vào đây phải order thật nhanh anh ạ. Nam YouTuber gọi 3 bát bún sọc mùng đầy đủ gồm giò, mọc và lưỡi. Anh chàng nhận xét nước dùng thanh, miếng giò đầy đặn, chấm với nước chấm đặc biệt ăn kèm có vị thơm không cay. Trong lúc thưởng thức, Khoa Bắc vui vẻ nói lời bông đùa với nữ chủ quán 70 tuổi. Này muốn chọc bà chửi cho vui mà không thấy bà chửi. Bà nhìn con hoài, bà nói một tiếng đi. Trái với dự đoán, bà Thảo chỉ cười tủm tỉm. Lúc sau, anh chàng tiến lại gần phía quầy hàng và trò chuyện thân mật hơn với bà chủ quán bún. Khoa Bắc rất bất ngờ khi nghe những lời tâm sự của bà Thảo. Người phụ nữ bày tỏ bà đã tiếp quản quán bún từ lúc 30 tuổi đến nay được 40 năm. Hiện giờ con sâu của bà, con gái, cháu nội bà đang phụ giúp công việc tại quán. Ngày bà Thảo bán hàng ở phố Ngô Sĩ Liên, còn tối sẽ về nhà, ở gần công viên Thủ Lệ. Người ta gọi tôi là Thảo Điên, nghề làm dâu trong họ, nhiều lúc khó giữ bình tĩnh. Lời bộc bạch của bà Thảo khiến Khoa Bắc cười lớn. Kết thúc cuộc trò chuyện, Khoa Bắc chủ động xin chụp ảnh kỷ niệm với nữ chủ quán. Trước khi ra về, anh càng bất ngờ hơn khi bà Thảo gửi lại số tiền ăn bún khi nãy. Tuy nhiên chàng hot YouTuber đã nhanh chóng xua tay, ra hiệu bà giữ lại số tiền. Không khí lạnh tăng cường, người Hà Nội hứng trọn combo mưa rét tắt đường. Sáng nay ngày 1 tháng 12, thời tiết Hà Nội chịu ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh tăng cường, nên người dân ra đường chật vật khi hứng trọn mưa rét tắt đường. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15 đến 18 độ C. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 12 đến 15 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Theo ghi nhận, sáng nay, trời Hà Nội chuyển rét với nền nhiệt khoảng từ 17 đến 18 độ C. Nhiệt độ giảm 5 đến 6 độ C, cộng với gió mạnh và mưa, khiến người dân chật vật di chuyển trên đường. Để chống lại cái lạnh đầu mùa đông, mọi người khi ra đường đều trang bị áo mưa, mũ, khẩu trang, găng tay. Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đợt không khí lạnh này sẽ gây mưa cho một số nơi thuộc Bắc Bộ, khu vực từ Nam Nghệ An đến Khánh Hòa. Mùa đông năm nay, không khí lạnh hoạt động ở mức yếu hơn so với trung bình nhiều năm, nền nhiệt ở mức cao hơn. Nhiều khả năng rét đậm sẽ xuất hiện muộn hơn. Đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông 2022 xuất hiện vào cuối tháng 12 năm 2023, tương đương so với trung bình nhiều năm. Bên cạnh đó, số ngày rét đậm rét hại cũng ít hơn so với trung bình nhiều năm, ông Tuấn nói. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.